lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Ngày hôm nay thì Thúy Trần đang có mặt ngay tại dự án Victory City, hay còn được gọi là khu nhà ở Tân Lập, nằm tọa lạc tại mặt tiền đường của tuyến đường DT746 thuộc về xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ngày hôm nay thì Thúy Trần sẽ review này cùng chúng ta toàn bộ khung cảnh của dự án Victory City vào những ngày đầu năm này. Cùng với đó thì sẽ chia sẻ cùng quý anh chị và các bạn về tình hình chuẩn bị khánh thành và khởi công dự án khu công nghiệp V-Shipa. Vâng, và đây là tuyến đường DT746 của chúng ta. Tuyến đường DT746 cũng đã được quy hoạch và chuẩn bị tiến hành là mở rộng quý anh chị nhé. Đây ạ, tuyến đường của chúng ta đây ạ. Và cổng khu công nghiệp V-Shipa cũng đã được động thổ vào mấy ngày trước rồi, để chuẩn bị tập kết vật liệu xây dựng và chuẩn bị cho đến ngày cuối tháng tới này thì Thủ tướng Chính phủ sẽ về đây ký khánh thành và động thổ chính thức của dự án khu công nghiệp V-Shipa. Vâng, và ngay bây giờ đây Thúy Trần xin mời cả nhà chúng ta cùng đi vào bên trong để tham quan lại dự án Victory City, để khám phá xem dự án của chúng ta đã hoàn thiện hạ tầng ra sao, cũng như cập nhật lại toàn bộ tiến độ thi công những cơ sở hạ tầng xã hội ạ. Và để theo dõi được những thông tin mới nhất về tình hình bất động sản khu vực Bình Dương, Bình Phước, quý anh chị và các bạn đừng quên ấn like.